Xin chào các bạn, hôm nay mình làm món ăn đó là cánh gà chiên giòn. Nguyên liệu mình chuẩn bị thì gồm có là 500g cánh gà như thế này, mình mua về mình mua khúc giữa nè các bạn. Người ta bán như thế này, mình mua về khúc giữa như này mình chiên lên ăn nó giòn và nó ngon, có nhiều thịt và xương á, rất là ngon ha. Ở đây mình chuẩn bị là 500g cánh gà và mình chuẩn bị một ít nguyên liệu để mình làm chung á, thì mình gồm có là bột chiên giòn. Mình mua một bịch bột chiên giòn và mình có một quả trứng gà, tỏi, ớt và hành lá và một số gia vị nữa để mình ướp vào cái nguyên liệu cánh gà này mình chiên cho các bạn cùng xem cách chiên như thế nào. Nó rất là ngon và đơn giản nữa. Tỏi ở đây thì mình đã băm nhuyễn ra hết rồi, ớt và hành mình cũng sắc nhuyễn ra. Bây giờ mình sẽ đi ướp vào phần cánh gà này. Cái phần cánh gà mình muốn cho nó mau thấm thì các bạn sẽ khứa ra làm đôi như thế này. Mình khứa cái phần giữa của hai cái xương của cái phần cánh gà các bạn, hoặc là các bạn để nguyên, các bạn khứa ra như thế này đơn giản thôi, đừng cho nó thấm cũng được, hoặc là các bạn khứa ra làm hai đều được hết đó. Các bạn khứa như vậy cho nó mau thấm cũng được, hoặc là các bạn chẽ nó ra làm hai, cái nó có phần xương chính giữa hai cây này nè. Làm hai cách, cách nào cũng được hết. Các bạn có thể là mình cắt ra làm hai, hoặc là các bạn khứa nhẹ bên đây đang cho nó thấm cái phần gia vị vào đây cho nó nhanh á, tùy theo mình cắt, hoặc là các bạn để nguyên cũng được, các bạn ướp đó, các bạn khứa nhẹ như thế này cho nó thấm đều hết cho mình ướp cho nó nhanh trong, hoặc là các bạn cắt ra làm hai. Ở đây thì mình sẽ cắt ra làm hai hết để mình chiên cho nó nhanh và nó mau giòn đó các bạn. Cái phần cánh gà mình đã chặt ra làm hai như thế này xong rồi, bắt đầu mình sẽ ướp nha các bạn. Đó, mình chẻ làm hai khi các bạn chiên như chắc là dễ ăn, từng que như thế này là mau giòn nó. Bây giờ bắt đầu mình sẽ bỏ gia vị vào đây mình ướp những cái phần cánh gà này. Xong rồi thì các bạn sẽ cho hành lá, ớt và tỏi mình sẽ cho vào đây, các bạn sẽ ướp những cái gia vị này cho cánh gà của mình nó được thơm và đậm đà. Rồi sau khi mình để tỏi và ớt và hành lá qua đây thì các bạn sẽ nêm ít gia vị vào ha các bạn. Thì các bạn sẽ cho một muỗng cà phê hạt nêm, các bạn sẽ cho ướp vào đây nha. Rồi xong rồi các bạn sẽ cho nước tương. Ở đây thì mình sẽ cho một muỗng canh nước tương mình sẽ cho vào đây các bạn ướp. Và các bạn sẽ cho một muỗng dầu hào. Các bạn sẽ cho vào đây luôn, các bạn sẽ ướp cho nó thấm đều gia vị. Thì các bạn ướp 15 đến 20 phút cho nó thấm đều gia vị hết nha. Rồi xong thì các bạn cho một ít tiêu xay vào đây cho nó thơm thơm cái món ăn của mình. Các bạn sẽ cho tiêu vào đây, có một muỗng cà phê. Xong rồi các bạn sẽ trộn đều lên. Đó. Các bạn ở đây thích ăn cay thì các bạn sẽ dùng ớt hiểm cũng được. Ở đây thì mình sử dụng là ớt sừng trâu tạo màu thôi, nhưng mà nó cũng không có cay nhiều nha các bạn. Đó, các bạn ướp như vậy khoảng 15 đến 20 phút gì đó cho nó thấm đều gia vị của mình ướp vào đây hết. Rồi chút xíu mình sẽ làm tiếp tục. Khi mà cái cánh gà của mình ướp nó thấm rồi nè, mình để nó khoảng 20 phút xong mình làm tiếp cho các bạn cùng xem. Cái phần cánh gà sau khi mình ướp được 20 phút á, thì nó đã thấm đều gia vị ha. Bắt đầu mình tiếp tục, mình sẽ cho trứng vào đây và bột bắt đầu mình sẽ bắt lên, mình chiên trên cái dầu nóng nha các bạn. Thì cái phần trứng thì mình, các bạn sẽ đập cái phần trứng này, các bạn sẽ cho vào đây thôi. Đó. Thì mình sẽ cho cái phần bột chiên giòn này vào cái cánh gà luôn nha. Bột này thì các bạn phải sử dụng khoảng nửa gói bột thôi là nó cũng vừa rồi, mình không có cần để nhiều vô. Tại cái bột này tới 150g đó. Rồi sau khi xong thì mình bỏ bột vào thì các bạn sẽ mình sẽ mix xa cho bột với gia vị và trứng như nè, nó thấm đều phía ngoài. Rồi bắt đầu mình sẽ đem chiên. Các bạn sẽ bóp đều nó thấm đều trứng như là cho cái da của cánh gà này nè nó sẽ giòn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ bắt cái chảo dầu nóng lên, bắt đầu mình sẽ chiên cái phần cánh gà này nha các bạn. Ăn rất là ngon luôn, các bé ở nhà đứa nào cũng thích hết á. Bây giờ mình bắt cái chảo lên, bắt đầu mình sẽ chiên, thì các bạn sẽ cho dầu vào mình chiên ngập cái cánh đó.
khi giòn nóng thì mình cho bằng cánh gà, bắt đầu mình để vào mình chiên. Thì các bạn chiên trên cái lửa vừa thôi, cho nó từ từ nó chín đều vào cái phần cánh gà nha các bạn. Món này thì các bạn ăn với cơm, ăn với tương trà, các bé rất là thích như thế này nè. Cánh gà mình chiên lên nó vừa giòn và nó dễ ăn nữa. Đó. Thì các bạn chiên từ từ cho nó chín vàng đều hai bên, thế là mình gấp ra là xong được cái món gà chiên giòn. Rồi cái phần cánh gà của mình sau khi mình chiên được khoảng 10 phút á thì nó đã vàng đều lên như thế này. Các bạn thích ăn vàng nhiều thì các bạn sẽ chiên vàng cho nó giòn luôn, tùy theo cái độ mình thích. Các bạn chiên vàng vàng như thế này là được rồi. Bây giờ mình sẽ vớt ra rồi các bạn thưởng thức. Khi mà nó còn nóng như thế này các bạn chấm một ít mayonnaise, hoặc là các bạn chấm một tương cà, tương ớt, tùy theo khẩu vị của mình thích đó các bạn. Đó, nó rất là dễ ăn luôn, nó như một cái xiên que như thế này. Chỉ cần các bạn cạp nữa là xong cái món cánh gà chiên giòn của mình đó. Cách làm rất là đơn giản, ai cũng có thể làm được. Rồi bây giờ mình chỉ đem ra và thưởng thức thôi. Đó, các bạn hãy làm theo cách của mình đi, rất là dễ làm và nhanh gọn lẹ nữa. Các bạn sẽ lấy ra cho nó mau, cho nó nhỏ dầu xuống và các bạn thưởng thức. Đây là dĩa cánh gà sau khi mình đã chiên xong rồi các bạn, rất là giòn và ngon, rất là hấp dẫn luôn. Các bạn ăn với cơm thật là tuyệt vời luôn nha. Video mình đến đây cũng xin kết thúc. Cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình trong mấy phút qua. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Thân ái chào các bạn.